21. Chúng ta có thể thấy ở xét đấu thứ tư này đã có rất nhiều những sự điều chỉnh về mặt nhân sự trong đội hình xuất phát ở xét đấu thứ tư. Có thể kể đến đó là sự xuất hiện của chủ công Bích Tuyền mang áo số 10 và phụ công Lưu Thị Huệ mang áo số 18. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã có những sự thay đổi rất bất ngờ ở xét đấu này. Và Bích Tuyền đã có một màn chào sân ở trận đấu này một cách rất tuyệt vời. Một pha đánh bóng rất mạnh của Bích Tuyền đã làm lúng túng hai vận động viên hàng trắng của Thái Lan. Điểm đầu tiên ở xét đấu thứ tư thuộc về các cô gái Việt Nam. Nỗ lực cứu bóng của Lâm Oanh và Bích Tuyền tuy nhiên đều không thành công. Một đều. Đó là tình huống xử lý rất lạnh lùng và thông minh của Acharabong. Bích Tuyền cùng với Lưu Thị Huệ là những vận động viên đang thi đấu cho câu lạc bộ Ninh Bình Boveco. Cũng là câu lạc bộ mà huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh bóng này của Nguyễn Thị Uyên đã bị thắt đao và Acharabong hóa giải. Rất tốt, đó là tình huống phòng thủ tập trung của Kim Liên. Tiếp tục là Kim Liên. Rất hay, không phụ lòng đồng đội của mình thì Bích Tuyền đã có tình huống đặt bóng chuẩn xác. Có thể thấy lực bóng của Bích Tuyền là rất mạnh và gây bất ngờ cho Bộc Buôn. Cầu thủ phụ trách phòng ngự ở hàng sau của các cô gái Thái Lan. Tỷ số điểm lúc này là 2-2 ở xét đấu thứ tư. Vẫn còn pha phòng thủ của Thanh Thủy. Tiếp tục là Nguyễn Thị Uyên. Lần này thì bóng đã chạm tay của Thanh Thủy trong tình huống phòng thủ và bay ra ngoài. Rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam trong tình huống này. Đây là phụ công thách đào. Tiếp tục là Bích Tuyền. Tuy nhiên tốc độ bóng là khá chậm và điểm một về các cô gái Việt Nam. Điểm đến từ những tình huống phòng thủ lúng túng của các cô gái áo đỏ. Đầu tiên là Bimbi Chaya, sau đó lần lượt là các vận động viên ở hàng sau của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan. Hàng sau của đội tuyển Việt Nam lúc này được đảm nhận bởi Libero Kim Liên. Đó là một tình huống phát bóng không tốt của Bích Tuyền. Những phát bóng quá mạnh và bóng đã bay ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam cần chơi thật sự tập trung ở xét đấu này. Rất hay. Một pha phối hợp đánh nhanh của Bích Thủy và Lâm Oanh. Libero của Thái Lan là Chubacha đã bất lực trong tình huống phòng thủ vừa rồi. Câu trả lời của các cô gái Thái Lan. Một tình huống đánh nhanh tương tự. Tuy nhiên trong tình huống này thì Bộc Buôn đã nêu bóng bằng một tay để cho phụ công Hattaya thực hiện một pha đánh bóng giữa lưới. Một pha bắt chuyền một không tốt của Thanh Thủy mở ra cơ hội
thiết lập một pha tấn công cho các cầu thủ Thái Lan. Và điểm đã thuộc về các cô gái áo đỏ. Người vừa ghi điểm đó là Hattaya. Vẫn là những pha phối hợp đánh lao nhanh ở vị trí số 3 giữa chuyền 2 và mũi phụ công. Đội tuyển Việt Nam cần phải cắt được lên điểm của Thái Lan. Chúng ta không thể để đối thủ tạo nên một khoảng cách điểm. Đây là Thanh Thúy. Và Thanh Thúy đã đổi về điểm cho các cô gái Việt Nam. Một pha đánh bóng không quá mạnh, tuy nhiên phải nói đó là khả năng quan sát của Thanh Thúy trong tình huống vừa rồi. Thanh Thúy đánh bóng vào khoảng trống được tạo ra bởi các cầu thủ hàng sau của đội tuyển Thái Lan. Trong tình huống đánh bóng không thật sự thuận lợi, tuy nhiên Chắc Duon với lực bóng rất mạnh đã được tạo ra đã khiến cho hai vận động viên bám trắng là Lâm Oanh và Lưu Thị Huệ đã bám trắng không thành công. Lúc này thì đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh đã được rút ra và thay cho Hoàng Thị Kiều Trinh đó là Bích Tuyền. Có lẽ như huấn luyện viên Thái Thanh Tùng muốn tận dụng khả năng bật nhảy cũng như những pha tấn công sấm sét của Bích Tuyền để tạo nên bất ngờ cho các cầu thủ Thái Lan. Vừa rồi là pha phát bóng ra ngoài của một cầu thủ Thái Lan. Cơ hội mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Bích Tuyền, đó là một pha đánh bóng bạc tay trắng ra ngoài. Tầm bóng của Lâm Anh là rất vừa phải, phù hợp với tầm đánh của Bích Tuyền. Và vận động viên người Vĩnh Long đã không bỏ qua cơ hội ghi điểm của mình. 7-0. Cơ hội tiếp tục mở ra cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên pha tấn công này của Bích Tuyền đã không vượt qua hai tay trắng của đội tuyển Thái Lan. Người đã chắn bóng thành công là Chắc Duon và Thách Đào. Tỷ số điểm lúc này đang là 8-7 và Thái Lan vẫn đang có lợi thế dẫn trước. Lúc này thì huấn luyện viên Danai vẫn giữ nguyên một đội hình thi đấu trên sân, trong khi huấn luyện viên Thái Thanh Tùng ông đã có những sự điều chỉnh nhất định ở những mũi đánh rất quan trọng. Đó là vị trí của Lưu Thị Huệ, cầu thủ vừa ghi điểm. Đó là một tình huống di chuyển đánh bóng một chân sau đầu của Lưu Thị Huệ. Lưu Thị Huệ cũng có kỳ SEA Games thứ hai trong sự nghiệp của mình. Sẽ là một pha nhảy phát bóng tấn công của Thanh Thúy rất nhanh. Những pha phối hợp của các cầu thủ Thái Lan đã đánh lừa hàng trắng của đội tuyển Việt Nam. Hàng trắng đã bị hút vào Thác Đào, nhưng sau đó thì Acharabong mới là người được truyền bóng. Mộc Bun là một cây truyền hai đã trưởng thành từ các giải đấu trẻ cũng như là các giải đấu quốc tế quan trọng mà đội tuyển bóng chuyền trẻ Thái Lan cũng như là đội tuyển bóng chuyền quốc gia Thái Lan tham dự trong khoảng 10 năm trở lại đây. Lúc này thì huấn luyện viên Danai cũng đã sử dụng quyền thay người. Trên sân lúc này đã có sự xuất hiện của chủ công Sri Thong Wiwapui. Đây là một vận động viên rất quen thuộc khi đã từng khoác áo câu lạc bộ Kinh Bắc Bắc Ninh của Việt Nam thi đấu tại giải bóng chuyền quốc tế Liên Việt Bốc Băng. Điểm cho bóng chuyền nữ Việt Nam 9-0. Đó là một pha phát bóng không qua lưới. Người vừa thực hiện pha phát bóng lỗi là Chắc Duon.
bóng vẫn còn trong cuộc. Rất hay, một pha chắn bóng tốt của Nguyễn Thị Uyên và Bích Thủy. Từ tình huống tấn công của Xuân Hồng, Huy Ba Quỳ thì Nguyễn Thị Uyên đã và Bích Thủy với lợi thế chiều cao của mình đã theo chắn rất sát và hóa giải được tình huống tấn công đó. Bây giờ thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên điểm số thứ 10 và nắm được lợi thế dẫn điểm 19. Không được rồi, một tình huống đánh bóng rất hay, bóng nhanh của Thách Đào. Lưu Thị Huệ bay người hết cỡ nhưng không thể cứu được bóng trong tình huống phòng thủ hàng sau. Bây giờ Thách Đào đã hụt xuống hàng sau và cô là người chuẩn bị thực hiện quả phát bóng này. Tỷ số điểm lúc này ở set đấu thứ tư là 10 đều. Rất hay. Đó là tình huống đánh bóng của Bích Tuyền. Tuy nhiên Thái Lan sử dụng quyền khiếu nại. Các cầu thủ Thái Lan cho rằng tình huống bóng đó đã thực hiện ra ngoài và họ đang sử dụng quyền khiếu nại của mình bằng công nghệ challenge để xem lại và xác định liệu bóng còn trong sân hay đã ra ngoài. Bóng ngoài, như vậy là các cầu thủ Thái Lan đã khiếu nại thành công. Một quyền khiếu nại thành công đã được các cầu thủ Thái Lan đưa ra. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là trọng tài người Myanmar. Tuy nhiên ở tình huống challenge thứ hai, đó là xác định bóng đã chạm trắng ra ngoài hay chưa, thì bóng đã chạm trắng ra ngoài và như vậy là điểm thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Trong tình huống này có hai lần kiểm tra để xác định đó là một tình huống lỗi chính xác. Bích Tuyền đánh bóng đi ra ngoài, tuy nhiên bóng đã chạm chắn của Thái Lan trước khi ra ngoài và điểm hiển nhiên thuộc về các cầu thủ Việt Nam. Bây giờ thì đổi về điểm cho các cô gái Thái Lan 11 đều. Diễn biến ở set đấu thứ tư trong trận đấu này đang diễn ra rất cân bằng, rất kịch tính. Đây là Bích Tuyền, một pha đánh bóng từ hàng sau sở trường của Nguyễn Thị Bích Tuyền. Có thể nói là Lâm Oanh càng truyền càng ổn định, càng lên tay. Sự ổn định của Lâm Oanh đóng một phần rất quan trọng trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Bóng trong sân, đó là tình huống đánh bóng dọc biên của Bimbi Chaya. Ưu thế của các vận động viên bóng chuyền Thái Lan đó là họ được đào tạo từ lứa cầu thủ rất trẻ, từ lứa U13, U15, U17, U19 và lên tới U23, U21. Sau đó sẽ được cọ sát với các đàn chị ở đội tuyển quốc gia và tham dự rất nhiều giải đấu trẻ ở khu vực, ở châu lục và cả trên thế giới. Đây là lứa cầu thủ đã được phát triển đồng đều và đồng loạt cùng một thời điểm. Lúc này họ đang là lứa cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Rất hay, đó là pha phối hợp đánh nhanh giữa Bọc Buồn và Hattaya. 13 đều. Lưu Thị Huệ với lợi thế chiều cao đã theo chắn rất sát, tuy nhiên chị cũng đã chưa thể thành công. Sau khi ghi điểm thì Hattaya đã xuống hàng sau và thực hiện quả phát bóng này. Đây là Thanh Huế mở ra điểm cho Việt Nam 14-13. Chúng ta đang có hai cầu tấn công với lực bóng rất mạnh, đó chính là Trần Thị Thanh Huế và Nguyễn Thị Bích Tuyền.
huấn luyện viên Thái Thanh Tùng muốn tận dụng sức mạnh của Thanh Thúy và cộng thêm sức mạnh của Bích Tuyền để tạo ra những sự bất ngờ cho Thái Lan, cũng như là tạo ra dấu ấn cho đội tuyển Việt Nam ở set đấu thứ tư này. Một pha chắn bóng tốt của Lưu Thị Huệ, tiếp tục là một pha chắn bóng tốt, tuy nhiên pha chắn bóng của Bích Tuyền thì bóng đã đi ra ngoài. Một pha phán đoán chắn là rất tốt, tuy nhiên tình huống chắn vào của Bích Tuyền, điểm rơi của bóng là ở ngoài sân. 14 đều, rất kịch tính. Đây là thời điểm bản lề của một set đấu bóng chuyền. Đội nào có thể bước lên và tạo ra khoảng cách điểm từ thời điểm này trở đi sẽ là đội dễ dàng giành chiến thắng ở set đấu. Bích Tuyền đã đổi về điểm cho Việt Nam. Bóng đã đập vào người của Thách Đào trước khi bay ra ngoài. 15-14, rất kịch tính. Thanh Thủy đã nhảy phát bóng không qua lưới. Pha đánh bóng của Bích Tuyền, bóng bật tay trắng ra ngoài. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang nắm lợi thế dẫn điểm ở set đấu này. Tuy nhiên khoảng cách là rất mong manh. Cơ hội bây giờ mở ra cho các cô gái áo đỏ. Đó là Chachuan. Một tình huống vào đà chuẩn bị từ rất sớm của Chachuan, chỉ chờ đợi đường truyền của Bọc Buồn. 16 đều. Bóng vẫn trong cuộc. Tiếp tục sẽ là Bích Tuyền. Bóng đập trắng của Bimbi Chaya và bay ra ngoài. Lâm Anh đã chủ động nhảy truyền sau đầu cho Bích Tuyền để thực hiện pha tấn công này. Một pha tấn công ở vị trí số 2. Phát bóng ra ngoài. Chúng ta cần hạn chế những tình huống phát bóng lỗi như thế này. Đây là lần thứ hai trong set đấu Bích Tuyền đã phát bóng đi ra ngoài. 17 đều. Vẫn là Bích Tuyền, và lần này thì pha tấn công của Bích Tuyền, bóng đi ra ngoài, một pha tấn công từ hàng sau. Bóng không chạm hàng trắng và bay ra ngoài. Quy Ba Quy, cầu thủ thực hiện quả phát bóng này, đang khoác áo câu lạc bộ Chonburi tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia Thái Lan. Trong tình huống vừa rồi thì Bọc Buồn đã chắn bóng tốt. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Yên cũng không có được tư thế đánh bóng thật sự lý tưởng trong tình huống chuyền bóng vừa rồi của Lâm Oanh. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng sau khi để đối thủ vươn lên dẫn với khoảng cách 2 điểm thì ông đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật.
Trước trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có được hai trận thắng, đó là một trận thắng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Indonesia với tỷ số là 3-1 và trận thắng gần nhất là trận thắng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Malaysia với tỷ số là 3-0. Có thể nói trận đấu này và trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển Philippines là những trận đấu vô cùng quan trọng của thầy trò huấn luyện viên Thái Thanh Tùng trong là trận thi đấu vòng tròn của năm đội tuyển bóng chuyền nữ ở giải đấu SEA Games 31 năm nay. Một tình huống phát bóng ra ngoài. Người phát bóng ra ngoài đó là Quy Ba Quy. Bây giờ thì Nguyễn Thị Uyên sẽ là người thực hiện quả phát bóng này cho đội tuyển Việt Nam. Một pha đánh bóng đạp trắng của Bimbi Chaya. Pha đánh bóng rất mạnh của Bimbi Chaya. Bóng đã bạc tay trắng của Lâm Oanh. 20-18. Cơ hội vẫn còn cho các cô gái Việt Nam. Bức tường mở ra điểm cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đó là một pha tấn công từ hàng sau. Lúc này hàng trắng của đội tuyển Việt Nam đã có sự xuất hiện của Lưu Thị Huệ. Tuy nhiên hàng trắng của đội tuyển Việt Nam trong tình huống này đã bị lừa trắng. Chúng ta cùng theo dõi lại. Hai tay trắng ở vị trí số 3 đã bị lừa trắng và ở vị trí số 2 chỉ còn một mình Lâm Oanh bám trắng chắc Chuan mà thôi. 21-19. Thái Lan vẫn đang giành lợi thế dẫn điểm. Bắt chuyền một không tốt rồi. Cơ hội tiếp tục thuộc về các cô gái áo đỏ. Vẫn là Chat Chuan. Chúng ta cần phải chấp chiêu từng cơ hội của mình, đặc biệt là những đánh bóng sở trường của Trần Thị Thanh Thúy. Đó là tình huống tấn công ở vị trí số 4 của Thanh Thúy và người đã phòng thủ không thành công. Đó chính là số 12 Hát Ca Giang. 20-22, Lâm Oanh sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Điểm cho các cô gái Việt Nam đó. Tuy nhiên trọng tài xác định điểm cho Thái Lan. Trọng tài chính xác định điểm cho Thái Lan khi mà Thanh Thúy đã mắc lỗi. Đó là lỗi tham gia tấn công qua lưới của đối thủ. Bây giờ thì trọng tài chính sẽ phải tham khảo ý kiến của các trọng tài. Tuy nhiên trọng tài chính đã xác định đó là điểm cho các cô gái Thái Lan. Đó là một tình huống bắt lỗi đội trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy. Một tình huống sang tay, lỗi sang tay. 23-20. Bức tường mở về điểm cho đội tuyển Việt Nam. Một pha đánh bóng lách trắng của bức tường. 21-23. Trắng bóng tốt. Đó là một tình huống trắng đơn thành công của Nguyễn Thị Uyên. 22-23. Nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh như bùng nổ sau tình huống trắng bóng vừa rồi của Nguyễn Thị Uyên. Khoảng cách điểm lúc này giữa hai đội chỉ còn là một điểm mà thôi. Rất căng thẳng.
những thời điểm cuối của xét đấu thứ tư. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Có thể xem đây là cặp đấu của những tư tình bậc nữ của môn bóng chuyền trong nhà ở nội dung của nữ tại khu vực Đông Nam Á. Lúc này hàng trên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có Lưu Thị Huệ, đang có Bích Tuyền. Tiếp tục là một tình huống chắn bóng tốt. Đánh bóng không qua lưới, đó là pha đánh bóng của Bindi Chaya. Một pha đánh bóng sau vạch 3 mét. Bindi Chaya chủ động thực hiện một pha đánh bóng lẫn tay và bóng không qua lưới. 23 đều, rất cảm xúc ở thời điểm cuối của trận đấu này. Đã có thời điểm đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan dẫn điểm với một khoảng cách là 4 điểm. Tuy nhiên lúc này chúng ta đã sang hòa. Vẫn còn không được rồi. Nỗ lực của Kim Liên là chưa đủ. Điểm số 24 cho các cô gái Thái Lan. Đó là tình huống xử lý của Acharabong. Acharabong đã xử lý nhấp một nhịp trước khi đưa ra tình huống chạm bóng. Chắc chưa sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Tuy nhiên bóng vẫn trong sân. Và như vậy ở set đấu thứ tư thì đội tuyển bóng chuyền Thái Lan đã vượt qua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số là 25-23. Và chung cuộc sau 4 set đấu thì đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã vượt qua đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với tỷ số là 3-1. Với set thắng giành được trong trận đấu này thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã chấm dứt 11 năm không giành chiến thắng một set đấu nào kể từ SEA Games 2011 đến nay. Đây cũng là một tín hiệu đáng mừng với lứa cầu thủ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam. Và ở trận đấu này thì đội tuyển Thái Lan đã vượt qua chúng ta với tỷ số 3-1. Tỷ số các set lần lượt là 18-25, 25-14, 17-25 và 25-23.